Vâng, và đây là chi tiết phần chương nghê được cơ sở Mộc Nam Huy cho anh em đục tay thủ công trên tổng thể của một bộ bàn ghế cột 12, chân thì là chân 14 với chất liệu là gỗ gõa đỏ. Và hôm nay thì cơ sở Mộc Nam Huy sẽ cùng chi tiết phân tích giới thiệu với tất cả cô bác chị khán giả về bộ bàn ghế này. Đây sẽ là một bộ thuộc tiêu chuẩn hàng cao cấp của gỗ gõa đỏ. Đó, không đơn giản chỉ là hàng gõ đỏ cao cấp nhưng lại còn cao cấp hơn của một hàng gõ đỏ thông thường, với rất nhiều chi tiết được đục tay thủ công như phần trương, phần vách tượng và rất nhiều chi tiết khác được kết cấu trên sản phẩm này. Và như mọi người đang theo dõi thì rõ ràng đây là bộ cột 12 thôi, nhưng mà form dáng thì lại là form dáng của 14, một bộ ghế rất to và chất lượng các bác nhá. Hàng 6 món bao gồm một băng dài, hai ghế đơn, một bàn nối và một đôn. Hôm nay cơ sở sẽ chi tiết giới thiệu đến mọi người. Đầu tiên là chiếc ghế đơn. Đây là một chiếc ghế được làm với phủ bì của ghế lên đến là 95 phân các bác nhá. Và phần trương là phần trương nghê đục tay thủ công. Một chi tiết mà phải giới thiệu với các bác rằng là rất hiếm trên thị trường. Con nghê đục chạm hai mặt và như mọi người thấy là các cái nét đục nó rất là đẹp các bác nhá. Sắc sảo và tinh tế cực kỳ luôn. Đây là những cái nét đục mà có thể nói rằng là sẽ giới hạn tay nghề và khẳng định là không phải ai cũng có thể làm được đâu các bác ạ. Và các phần vách tượng tứ linh cũng được cơ sở Mộc Nam Huy cho anh em đục tay thủ công. Và các bác cùng xem những cái chi tiết ở đây. Đây là những chi tiết rất đáng giá trên bộ bàn ghế này. Tay nghê được trang bị trên bộ bàn ghế này hoàn toàn tất cả đều là tay nghê nguyên khối. Và mặt ván độ dày tràn liền hoàn toàn là 3 phân. Một tiêu chuẩn rất cao. Với phủ bì của mặt ván là 58 phân. Và con nghê này thì khác với con nghê thị trường là 25 phân. Thì cơ sở Mộc Nam Huy làm con nghê này là từ phôi 30 phân các bác nhé. Đó, còn lại thì nó sẽ khoảng 29 và hơn 29 phân. Với phủ bì của ghế đang được cơ sở làm ở đây tổng thể là 66 và chân là chân 14 như các bác đang xem. Và chân thì là bản chân 9 móng. Sơ qua đó là về chiếc ghế đơn và tiêu chuẩn của bộ bàn ghế này. Thêm nữa thì đây là bộ ghế được làm với bộ chỉ cổ 3 tầng và độ đục chạm rất là sắc nét tất cả các cái chi tiết. Đó, mọi người xem các cái phần mặt trước này. Đấy, anh em thợ đục rất là sắc nét luôn. Trên ghế băng dài thì ở đây chúng ta có thể theo dõi là cái bộ vách tựa. Đấy, bộ vách tựa này cũng được đục tay thủ công. Vách tựa ở đây thì Mộc Nam Huy đang đục là vách tựa tứ linh, bao gồm là long ly quy phụng. Thì trên ghế băng dài thì nó sẽ là bộ ba tựa, cho nên là sẽ là long lân quy. Và phượng thì sẽ được xếp ở trên hai chiếc ghế đơn. Đó là khi mình làm như vậy là nó sẽ đủ một bộ tứ linh. Tại vì một bộ này nó tới có 5 cái tựa, cho nên phải chia tỷ lệ như vậy thì nó sẽ đều hơn. Đó, và cái vách tựa này là một cái gì đó mà phải nói rằng là ở khu vực của hôm nay thì cũng rất ít anh em có thể thi công. Đó, thực ra thì không phải là mình nói về vấn đề tay nghề, nhưng mà nói về cái vấn đề thời gian để mà thi công những cái này nó rất là lâu. Đó, phần trương ghế đục tay thì mọi người có thể thấy cũng khá là nhiều trên thị trường. Nhưng mà cái phần vách tựa ấy thì ở đây sẽ là một chi tiết rất khó nha. Nó khó ở chỗ là trên cái vách tựa này, những cái chi tiết như là con rồng chẳng hạn đi, thì những cái nét nó rất là nhỏ. Là ví dụ như vảy rồng này, dâu rồi mọi chi tiết, nghê cũng vậy hay là quy cũng vậy. Rất là khó để mà anh em có thể thi công và chế tác trên đây. Cho nên là những cái bộ ghế mà có cái vách tựa đục tay thì cái bản chất của nó là rất là lâu rồi. Đó, rất là khó làm. Và hai cái lèo đỡ này thì cơ sở làm theo hai cái lèo là đục rồng luôn. Và hai con rồng là nó quay mặt vào nhau. Giống như cái bộ ghế mọi người hay xem, bộ ghế tứ linh, hai con rồng nó quay vào. Với bộ ghế này thì nó sẽ thiên về cho những khách hàng mà theo kiểu là mình thích cái đục chạm và yêu thích cái linh vật. Ở đây là những cái bộ ghế giá trị rất cao các bạn nhé. Bộ này thì Mộc Nam Huy hoàn thiện với giá là 96 triệu. Xin báo giá công khai với tất cả các bác. Và cái giá của bộ ghế này là hiện tại đang là một cái tầm gần như là cao nhất của bộ ghế cột 12. Và nếu nói bộ ghế này là bộ ghế cột 12, đúng, không sai. Nhưng để mà nói về kỹ hơn ấy, thì đây sẽ là bộ ghế 12, nhưng mà dáng là dáng 14. Với các cái phần chân là 14 và form dáng của ghế là 14 rồi. Và đây là video cơ sở quay trong trạng thái để mộc khô, xịt nước. Thì hiện tại như mọi người thấy là gỗ đã khô dần rồi. Cho nên là chúng ta nhìn cái màu sắc của gỗ bắt đầu là nó nhạt đi. Nó trở về cái màu gỗ thô, mộc. Cho nên thì nó cũng nhìn nó không còn đẹp lắm đâu. Bởi vì muốn đẹp thì nó phải có sơn gì đầy đủ thì nó mới đẹp được. Mọi người có nhu cầu về bộ ghế này hoặc cần tư vấn thêm, cứ liên hệ với Mộc Nam Huy nhé. Và nhân tiện thì ở đây cơ sở cũng có hai cái tó nghê
Ở đây tiếp tục là hai cái tó nghê nữa thì trong cùng một phiên bản. Thì tó nghê này là cơ sở làm trên chất liệu là gỗ quả Lào, quả cà te đấy. Mọi người nhìn cái màu sắc nó đỏ au này. Đó thì hàng này thì cơ sở cũng sắp sửa dựng lên rồi. Mọi người có thể cùng theo dõi ở những video sắp tới để xem mộc lam hoàn thiện như nào nhé.